Hi everyone, in today's lesson, we learn about the next two consonants, k and g, okay? Now, hôm nay chúng ta sẽ xem hai phụ âm mới các em nhé, đó là phụ âm k và phụ âm g. Nào, chúng ta quan sát, âm k của chúng ta sẽ có trong từ car, đó, và âm g của chúng ta sẽ có trong từ go các em nhé. Nào, chúng ta sẽ vào cách phát âm của hai cái này một cách chi tiết nhé. Nào, đầu tiên là phát âm âm k như nào nào. Các em hãy quan sát hai bước sau đây. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái cuống lưỡi của chúng ta nhá, đặt cuống lưỡi của chúng ta lên phía trên vào miệng nhá, phía trên vào miệng. Ok, để chúng ta ngâm luồng hơi ra ngoài đây. Stop air đó. Sau đó thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Thải nhanh cái cuống lưỡi được rõ nhá. Cuống lưỡi đó chúng ta sẽ thải nhanh xuống và chúng ta sẽ bật cái hơi này ra ngoài để tạo thành âm k nhá. Rất dễ thôi, âm k. Ok. Nào, chuyển sang âm G. Chúng ta chú ý một chút âm G của chúng ta. Âm G này có phát âm tương tự như âm K. Tuy nhiên có một sự khác biệt rất rõ, đó là gì các em nhỉ? Đó là các em quan sát ra cô đây, phần họng của chúng ta đây, nó sẽ gì nhỉ các em nhỉ? Nó sẽ rung nhá. Vì vậy khi phát âm G của chúng ta thì nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ rung một chút ở phần cổ họng của chúng ta nhá. Nào, âm đầu tiên phát âm là K. Đấy. K. Âm thứ hai là G. G. Nhá, rất khác biệt. Nào, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn với phát âm của hai cái âm này vào cái phần dấu hiệu nhận biết nhá. Chúng ta sẽ xếp phần dấu hiệu nhận biết của hai âm này ra sao. Nào, chúng ta vào phần đầu tiên là chúng ta nhận biết cái âm k này. Thì âm k chúng ta có tất cả là 4 trường hợp các em ạ. Trường hợp đầu tiên mà chúng ta xét đó là gì? Đó là chữ cái k của chúng ta được phát âm là âm k. Trong một số từ như các em quan sát ở đây, chúng ta có từ look, okay. Chúng ta có like và desk, ok. Đó là trường hợp đầu tiên của chúng ta nhé. Trường hợp thứ hai nào, trường hợp thứ hai là chữ cái c của chúng ta các em ạ, cũng có thể được phát âm là âm k khi mà cái chữ c này nó đứng trước các cái chữ như là a này, o này, u này, l và r của chúng ta. Ví dụ như một số từ như thế này, careful, careful. Từ thứ hai chúng ta có confirm, đó. Từ thứ ba là cute, đó. Từ thứ tư chúng ta có từ clerk nhá. Và cuối cùng là chúng ta có từ crack. Đó, những từ này để phát âm là gì hết k ở đầu các em nhé. Chúng ta sang cái trường hợp thứ ba, đó là chữ q và chữ u của chúng ta cũng thể được phát âm là âm k trong một số từ như thế này. Để các em quan sát, đầu tiên có động từ xếp hàng là gì nào? Q đúng không? Q. Từ thứ hai kỹ thuật chúng ta có technique, technique nhá. Và từ thứ ba nào, đồ cổ chúng ta có từ antique, được chưa nào, antique. Đó, vậy thì q và u của chúng ta đây cũng phát âm là âm gì âm rồi các em nhá. Và chữ cuối cùng của chúng ta đó là gì nào, chúng ta xét đó là chữ c và chữ h cũng có thể được phát âm là âm k trong một số từ mà chúng ta thấy dưới đây. Từ đầu tiên chúng ta có từ chaos. Đã, chaos là từ rối loạn, sự rối loạn. Chú ý không phát âm là chaos hay là cháo các em nhá, mà phát âm là gì nhỉ? Chaos, được chưa? Từ thứ hai nào, dàn hợp xướng chúng ta có từ chorus nhá, chorus. Và từ thứ ba đọc là Christmas nhá. Lưu ý không phát âm là chờ như là chaos này, hay là chorus, hay là Christmas nhá, mà phải là gì? Chaos, chorus and Christmas. Nào, âm k chúng ta cũng có một trường hợp rất là đặc biệt, đó là nó chuyển thành âm câm các em ạ. Âm câm này thì các em nhớ rằng chúng ta sẽ không phát âm nó trong từ nhá. Mặc dù xét về cấu tạo từ thì nó có thể xuất hiện âm này. Nào, chúng ta quan sát xem có một số từ sau đây là âm k của chúng ta sẽ được phát âm là âm câm. Đó, đặc biệt là trong cái âm k và âm n của chúng ta như thế kia kìa. Đấy. Một số từ mà rất phổ biến với chúng ta, ví dụ như là cái dao, chúng ta có từ knife đúng không? Không phát âm là knife các em nhá, mà chỉ là gì thôi nhỉ? Knife thôi, ok. Từ thứ hai nào, đầu gối chúng ta có từ knee nhá, knee. Và từ thứ ba, gõ cửa chúng ta có từ knock nhá, knock. Chú ý không được phát âm là gì các em? Knife, knee và knock nhá. Mà phải là gì nào? Knife, knee và knock. Được chưa? Chúng ta sang phần thứ hai là cái phần nhận biết cái âm g của chúng ta. Thì các em chú ý rằng là cái này chỉ có một trường hợp thôi các em ạ nhá.
Nào, đó là chữ G của chúng ta đấy, được phát âm là G. Đó, trong các từ như thế này. Ví dụ như là gì nào? Garden, cái vườn đúng không? Hay là chúng ta có bigger, là so sánh hơn của tính từ big. Đó, và chúng ta có quả trứng là egg nhá, egg. Đấy, vậy chúng ta có garden, ok, chúng ta có bigger và egg nhá. À, tất nhiên là G này cũng có một trường hợp rất đặc biệt, đó là khi chúng ta không phát âm nó trong từ. Đó, người ta gọi âm G câm của chúng ta đấy. Em chú ý rằng là cái này nó sẽ có một trường hợp nào đấy, tương tự như kia, chúng ta sẽ có cái chữ N đằng sau nó thì sẽ không phát âm cái âm G đấy các em nhá. Ví dụ như một số từ như thế nào đấy, chúng ta có người nước ngoài hay người ngoại quốc, chúng ta có từ foreigner nhá, foreigner. Nào, ký hiệu này, chúng ta có từ sign, đó, sign. Và từ thiết kế động từ là gì đấy? Design nhá, design. Đó, thấy chưa? Chúng ta đã vừa xét những cái dấu hiệu nhận biết của cái âm k và âm g. Bây giờ thì các em hãy cùng với cô làm một bài tập áp dụng nhá. Bài tập đầu tiên thì chúng ta sẽ xét cái âm k của chúng ta. Đó. Chúng ta sẽ làm cái bài tập là chúng ta sẽ chọn từ có phát âm khác từ còn lại. Chúng ta đi vào nhóm đầu tiên nào. Đó, nhóm đầu tiên chúng ta có những từ nào đây? Nhóm đầu tiên A phát âm là careful, okay. B kitchen, C colorful, and D knife. Okay, listen for the second time. A careful, B kitchen, C colorful, and D knife. Nào, chúng ta thấy gì đặc biệt nào? Chúng ta thấy từ đầu tiên các em phát âm là careful, đúng không? Careful. Từ thứ hai của chúng ta. Từ thứ hai là từ gì đây nhỉ? Kitchen. Kitchen của chúng ta. Và từ thứ ba là từ colorful. Thì đều phát âm là k, đúng không nào? Xin sang từ cuối của chúng ta, từ này là từ knife. Các em thấy rằng là mặc dù ở gốc từ của nó là có âm k ở đầu đúng không? Tuy nhiên đây là âm câm đúng không nào? Chúng ta không phát âm, chúng ta chỉ phát âm là gì thôi nhỉ? Knife nhá. Knife thôi, chứ không phải là gì knife. Cho nên cái từ đi của chúng ta, từ knife này, nó sẽ là từ có phát âm khác bằng từ còn lại. Ok. Nào, chúng ta hãy chuyển sang nhóm thứ hai nhé. Nhóm thứ hai các bạn lưu ý rằng đây chúng ta sẽ có một cái nhóm từ mà có âm k, là âm câm đúng không? Đó. Chúng ta phát âm nào. A chúng ta có từ nhì, ok. B knife, C kiss, and D no. Ok. Again, A nhì, B knife, C kiss, and D no. Nào, chúng ta thấy rằng là âm k là âm câm trong ba cái từ là từ từ A của chúng ta là từ gì đây nhỉ? Từ knee, đúng không? Trong từ B này, từ knife thì k của chúng ta nó cũng là âm câm, đúng không nào? Và cái từ D này là từ no thì cũng là âm câm. Duy nhất chúng ta thấy C của chúng ta là cái âm k được phát âm thôi, trong từ nào nhỉ? Kiss. Vì vậy mà C của chúng ta nó chính là phương án đúng của chúng ta trong trường này. Ok, nào chúng ta sang nhóm cuối cùng. Nào, nhóm cuối cùng nào. Nhóm cùng thì đều được bôi vàng ở chữ C và chữ H, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là phát âm của nó sẽ không giống nhau hoàn toàn được. Nào, các em thử nghe cô phát âm bốn từ này nhá. A sẽ là architect, B chemist, C chef, and D stomach. Again, A architect, B chemist, C chef, and D stomach. Nào, chúng ta thấy rằng A của chúng ta là gì nào? Architect, đúng không? Architect. B chúng ta có từ chemist, chemist đúng không? Đó. Và D từ cuối này nó là gì ạ? Stomach, stomach. Tức là ba từ này đều có âm. Tuy nhiên thì C của chúng ta mặc dù cũng là CH, nhưng phát âm là gì các em nhỉ? Chef, đúng không? Chef nhá. Vì vậy mà C của chúng ta chính là từ phát âm khác với ba cái từ còn lại của chúng ta trong trường hợp này. Ok, từ C phát âm là chef, chứ không phải là chef các em nhá. Nào, chúng ta sang bài tập thứ hai. Trong bài tập này thì chúng ta lại xét cái âm của chúng ta là âm G. Nào, tất nhiên vẫn là chọn từ có phát âm khác các em nhá. Chúng ta nhìn vào nhóm đầu tiên cho cô nào. Nào, nhóm đầu tiên chúng ta có 4 từ sau đây. A garden, B hungry, C singer, D grass. Again,
A. Guardian. B. Hungry. C. Singer. D. Grass. Nào chúng ta nghe nào. A của chúng ta có từ là Guardian, đúng không? G. B cũng vậy. Hungry. Hungry. G. D chúng ta có từ Grass, cũng là có âm G ở đầu. Từ C của chúng ta chú ý này, rất nhiều bạn phát âm sai các em nhé. Cái từ này chúng ta lại phát âm là singer, rất nhiều bạn phát âm như vậy. Tuy nhiên thì khi phiên âm ra, trong này của chúng ta sẽ không có sự xuất hiện của âm G, mà thay vào đó là âm ng các em ạ. Vì vậy mà từ này phát âm là singer nhé. Singer hoặc singer đều được. Đó, singer hoặc singer. Tuy nhiên sẽ không phải là singer các em nhé. Vì vậy mà C của chúng ta, từ này, singer, sẽ từ phát âm khác với ba từ còn lại. Chúng ta sang nhóm thứ hai. Nào, nhóm thứ hai đây. Nhóm thứ hai của chúng ta sẽ gồm ba cái từ mà có âm g câm, đúng không? Nào, chúng ta quan sát xem nhé. Nào, A sẽ là orange, ok. B, again. C, sign. And D, design. Again, A, orange. B, again. C, sign. And D, design. Nào, chúng ta thấy rằng là A của chúng ta là orange, C là sign và D, design đều không có sự xuất hiện âm g ở trong phát âm của chúng ta, đúng không? Trong ba từ này của chúng ta thì âm g của chúng ta chuyển thành âm gì các em nhỉ? Âm câm. Chỉ có cái từ B của chúng ta phát âm là again, là có sự có mặt của âm g thôi. Cho nên B của chúng ta từ again kia chính là từ có phát âm khác với nhóm từ còn lại của chúng ta. Nào, các em xét cái nhóm cuối cùng cho cô nào. Nào, nhóm cùng gồm có 4 từ và đều được bôi vàng cái chữ g ở đầu đấy. Phân như thế nào nào? A chúng ta có từ girl, đúng không? B sẽ là gym. C sẽ là general. And D, ginger. Again, A, girl. B, gym. C, general. And D, ginger. Nào, chúng ta thấy rằng là B của chúng ta từ này nhá, từ này của em này, phát âm là gì nhỉ? Gym, đúng không? Nào, C là gì? General. Và D là gì? Ginger. Vậy thì B, C, D đều là âm gì hết nhỉ? Âm G. Tuy nhiên cái A của chúng ta là từ girl đấy, phát âm là gì nào? G. Đó, chính vì vậy mà cái A của chúng ta là chính là phương án mà có cách phát âm khác với ba cái phương án còn lại của chúng ta. Ok. Vậy là qua bài hôm nay chúng ta đã học cách phát âm và phân biệt hai cái âm mà rất dễ nhầm lẫn, đó là âm k và âm g. Ở bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ xét những cặp âm mà nó cũng sẽ gây nhầm lẫn cho chúng ta và có sự khác biệt về mặt phát âm các em nhé. Ok, hẹn gặp lại các em ở những bài học hôm sau. Bye bye.